cảm ơn hai đội chơi đã quay trở lại với chương trình của chúng ta. Không hề quay lại mà bị bắt lại. Tính trốn đi ăn rồi đó. Mọi người nói bây giờ hỏi thiệt là mọi người cũng muốn chơi đúng không vậy? Muốn. Chơi chứ. Ủa chơi. Chơi. Giờ chơi thể một tinh thần thật náo nhiệt nè. Có tới chơi đâu mà. Có tới chơi đâu mà. Chơi. Rồi mọi người chơi là được rồi. Câu trả lời là được rồi, không cần phải là có cái năng lượng gì đâu để sức cho mình vào cái thử thách. Chứ sao mà nãy coi như là xong trò đó sức cùng lực kiệt rồi. Ừ. Làm gì còn sức nữa. Ồ, hay quá, đổi hình biến dạng hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Đệ tử của chị Google mà. Wow. Muốn cái gì gõ gõ cái ra bộ đồ liền. Mà em không phải là con người. Hey. Nắng à, nắng à. Mà em không phải là con người, em giống như con két vậy đó. Ở ví dụ như động vật vậy ta. Không sao nhưng mà thích. Không, con rồi. Này là con Uruku. Ủa là con gì? Con quái vật trong phim Siêu Nhân Gao quá. Wow. Biến quá khôn lường. Bây giờ cho luôn cái danh sách đi. Là em giống cái gì cũng được ha. Bây giờ mình vô trò chơi được chưa? Vô đi. Cái luật chơi của cái luật này rất là đơn giản. Mỗi đội cử ra một thành viên. Cứ một thành viên của đội này ngồi ở dưới, một thành viên của đội còn lại ngồi ở trên. Cái vòng quay nó liên tục, nó quay. Hai người còn lại sẽ đứng ở vị trí này nè đó. Sau đó em đọc câu hỏi. Đội nào biết câu trả lời cứ trả lời liền. Đội nào trả lời trước thì người ở trên sẽ cầm trái thốt nốt ném xuống cho người ở dưới hứng. Hứng được một trái được 50.000. Hiểu chưa nè? Hiểu rồi. Bây giờ sẽ cho mọi người mặc cái giáp bảo hộ để cho cái trò chơi của mình nó an toàn. Trời ơi, nói cái giáp là thấy bắt đầu thấy nó một cái giáp cứng cá bằng sắt đồ phải đúng không? Về cái sức khỏe của mọi người, tại mọi người mặc giống như là anh Dũng đi chiến trường không? Ra trận quyết chiến liền. Rồi cho mời giáp cho chị hai cái giáp đi tìm. Trời ơi, đây. Gì kỳ vậy? Rồi, ủa đây. Cái này là giáp chưa? Đây là giáp đây. What? Giáp đây, giáp chiến binh. Cái này giáp hay là yếm ăn không? Đây là giáp. Hả? Mình đi học hả? Mình đi học hả? Chứ sao trời? Cái giáp này mình mặc vậy nè. Kìa, anh mặc như cái yếm ăn kìa. Ủa? Đây nè, rồi. Gì vậy? Để chừng cái giáp. Dẫn đi chứ, ừ. Cái giò này vô. Dẫn đi chứ, ừ. Cái giò này vô. Cái giò này vô, rồi. Ở ngoài sau ai giật dây giùm đi. Trời ơi. Ở ngoài xa giật dây giật. Thú vị quá. Lập ở nhẹ nhẹ lập. Nó ra ba đường nó lập. Ủa hình như ngược rồi. Ủa hình như ngược rồi. Ủa ngược rồi. Bây giờ ủa mặt sao hôm qua cái này đây nè. Ủa nó ngược ngạo vậy. À trời ơi là trời già. Nó che cái mì he. Rồi đó lên mặt rồi. Ai ở ngoài sau giật nè, giật giùm em đi. Giật. Tét tét hắn, tét hắn. Giật vừa chưa? Đó rồi. Đó mình bảo hộ như vậy nè. Trời ơi, ghê. Tôi không thể nhìn lâu được. Ghê, nghe lại. Đó. Rồi cài lại. Để bảo hộ đây là cái giáp mà. Ủa chứ ai làm gì được chọi gì đó mà bảo vệ. Cái này á mình mang vô để mà khi mình lên đó ngồi đó nó sẽ có cái đồ bảo hộ đó nó xích lại nó để mình không lại. Có mình không có bị lọt xuống. Đó là xích beo đúng không? Dạ đúng rồi. Beo. Ui da. Ui. Rồi cái này thay đi chứ nó bị dính không gì dính đó là. Không gì dính đó là. Em qua ngày rồi. Dính mùi của con su su rồi. Rồi. Không bây giờ. Em lên anh tiền đình hả? Em cũng tiền đình mà. Rồi. Bây giờ bên đây là ai chơi nè? Tôi. Cano. Vũ Hà. Bên đây. Vậy thôi cho em trẻ đi chứ. Ôi, ngoại lên xe nắm tiền đình. Hai đứa phải bằng ký. Phải bằng ký thì cái đó nó mới cân bằng được. Nếu mà bằng ký là coi như là ngoại với em hùng lợi. Mới ra anh chị Cano. Giờ chị Cano bao nhiêu ký? 101. Heo hả? Heo. Có 82 hà. 82 rồi ngoại nhiêu ký? 52. Không, cho nó lại ngoại. 58. Lần cuối 60. Ừ đúng rồi, điều rồi. Trả giá dữ vậy. Điều rồi đó. Không có điều được trời, có cái gì 80 đi.
lấy thêm một cái túi đá nặng 20kg cho ngoại đeo vô là được rồi. Rồi ai cho 4 cục gạch ống cho ngoại ôm đi. Nào ngoại ơi, ngoại ôm chậu bông rồi đi. Đợi cho Hưng đi. Thôi tao với mày hả? Anh Hưng với đại ngoại là hợp lý luôn á. Thôi giờ mình đưa hai người cao tuổi lên trên đi. Đúng rồi. Hai mình mấy người mà cao máu á. Đúng rồi. Nạp rồi đó. Vô quay vài vòng cho máu nó ổn định lại. À, không thay đổi được đâu. Mặc đồ vô đi ngoài, mặc giáp vô đi ngoài. Kính thưa quý vị, và bây giờ trò chơi thử thách này xin được phép bắt đầu. Cái vòng quay sẽ quay lên, Su Su đọc câu hỏi. Đội nào trả lời được cứ la làng lên đáp án thôi. Okay. Ai nhanh thì được. Nói chung là mình chụp giật đó. Đó mua xài lửa xài thiệt là nhanh. Ừ, nha. Rồi. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. An Giang là tỉnh có dân số đông thứ mấy đồng bằng sông Cửu Long? Cái gì? Đông nhất thắng rồi. Thắng nhất rồi anh. Hay quá. Chơi em, mình đâu có thắng đâu. Chơi em, mình đâu có thắng đâu. Ủa gì vậy? Ủa sao mà coi mày chị? Bỏ ra. Ở đâu vậy? Câu tiếp theo đi. Ở đâu vậy? Trả lại. Câu tiếp theo đi. Rồi. Để riêng ra. Rồi. Người Chăm ở An Giang chủ yếu theo đạo gì? Người Chăm ở An Giang theo đạo hồi. Ngoài. Ngoài. Vì lý do là ngoại tuổi già sức yếu cho nên là không yếu cái gì hả? Do là còn quá trẻ cho nên không đủ áp lực phải ngồi trên, do cái máy này xém ép ngoại như khúc bút mía. Nói chung là còn ngoại bị cuộn là giống như chả giò. Cho nên ngoại không ngồi ở trên đó nữa, cho nên ngoại đã xuống đây và đổi thành viên của đội mình là anh Quỳnh Lập lên trên. Thì chúc anh Quỳnh Lập và anh Hưng sẽ thi thật là tốt vòng thi này, cổ vũ tinh thần đồng đội đi. Cố lên. Cái màu môi bắt đầu tái dần rồi nè. Rồi, và bây giờ thử thách xin được phép tiếp tục. Trời ơi, sao nó nhanh quá vậy? Đọc đi. Đọc đi. Rồi. Kể tên một đỉnh núi trong bảy núi ở An Giang. Núi Sam. Rồi, hãy đi. Cái gì vậy bà nội? Rồi, thải đi. Quậy, núi Sam quăng đi trời ơi. Tiếp tục. Rừng tràm trà sư ở tỉnh nào? An Giang. Rồi. An Giang rồi. Rồi tiếp tục. Cái gì nói đi. Rừng tràm trà sư ở thị xã nào? Ủa sao quên nó lắc dữ vậy? Trời ơi. Thị trấn nào? Tỉnh Biên. Thị xã nào? Tỉnh Biên đúng rồi. Trời ơi, Tỉnh Biên. Trời ơi. Ủa gì vậy? Tiếp tục. Thần chú để sử dụng túi thần kỳ là gì? Ai? Không có thần chú. Hà Khùng, vua Hà Điên. Mời để. Quăng. Thắng rồi. Rồi.
Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Ủa anh bốn trái trước rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đậu lại, đậu lại. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã hoàn thành thử thách tiếp theo. Thì bây giờ bên rổ của ngoài có bốn trái nè. Bên rổ của chị Cano và anh Hưng có bốn trái luôn nè. Thì bây giờ trước khi mà công bố đó, áp lực không anh? Thật ra thì cái chiều cao nó không làm mình đáng sợ. Mình sợ là mình sợ gì cái thử thô sơ của nó. Thí dụ mà mình chơi ở mấy cái chỗ mà Universal là Disney đồ đó, thì những cái tàu lượn này nọ nó rất là ghê, nó cao khoảng chừng mấy chục mét, nhưng mà nó có máy móc. Còn này nó cao đây nó khoảng 5 mét chứ nhiêu, mà nó động cơ bằng cơm. Tại vì sợ lắm. Tại vì chúng ta đang ở trong rừng, rừng tràm Trà Sư, cho nên những cái trò chơi này nó cũng rất là dân dã thưa quý vị. Mà rồi, em coi mấy cái xích đu ở ngoài, mấy cái xích đu mà đồ chơi nè, kia mà lắc lên mấy con búp bê hay nó cứ lắc vậy nè. Là là con Duy Trang vậy luôn. Lắc vậy nè. Rồi nãy có nghe được câu hỏi không? Có nghe đâu. Còn nghe mình la không à? Đó gì lý do anh la, cho nên là bây giờ bốn là bốn đều đúng không? Nhưng kết quả mà ban tổ chức xem xét và suy duyệt lại đội của ngoài Vũ Hà chỉ được có hai trái thôi, cho nên xin phép được bỏ mặt trái ra. Ngại này công tình con la quá trời, bởi vì mình trả lời sao, bên đây người ta trả lời rồi mình mới trả lời đó. Bây giờ kết quả rõ ràng hoài vậy trời, kết quả rõ ràng rồi. Trời ơi, cái trái này tuy nó là sao đó, những cái trái này nè lâu năm lắm mới có thể có được những trái này, nên bây giờ mình có là mình phải biết giữ lại. Trời ơi, đem về chặt, hai đi lấy dừa. Nước cho con cháu uống, lấy cơm cho con cháu ăn, giạt giạt lấy cái vỏ mình chụm củi. Tự nhiên sao thấy già yếu ngang ngoại luôn vậy. Trời ơi. Rồi chúng ta đã có kết quả và đội chiến thắng của dòng này đó chính là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Cano. Và chúng ta sẽ được 200.000. Rồi đội của anh Quỳnh Lập và ngoại Vũ Hà, chúng ta có hai trái, chúng ta được 100.000. Có gì đâu vui. Mình thua mất mới gì mình về. Đâu sao đâu, bây giờ mình có 150 mình vẫn đi chợ được mà ngoại. Ủa có gì đâu, có ai nói gì đâu, ta chỉ vỗ tay chúc mừng nhau thôi mà. Đâu có ai tự hào hả gì đâu. Đâu có ai mà ta đâu có vỗ tay. Ít kỹ cái mặt cái nó hiện lên trên mặt. Ơi, con chung nhóm với ngoại mà con không bên được luôn á. Đây là cái giá, đây là cái giá, cái chuyện mà vô cái thôi, giờ chơi 3-1 không? Ngoại lại làm vậy á. Chơi 3-1 không cưng? 3-1, không? Chơi ở đâu cũng vậy chưa? Nếu mà 3-1 rất là mất cân bằng. Xin phép được 4-1, xin phép được 4-1. Ngoại chơi một mình. Ngoại, bây giờ ngoại muốn chơi xích đu đó nữa không? Bây giờ sao? Muốn chơi xích đu đó nữa không? Không, bây giờ muốn chơi không đâu, ai chơi chung, nó phải hai người mới chơi được. Chơi nữa. Cho dù chơi hay không chơi vì chương trình đã ký vô cái tờ giấy là mình phải chơi tới cùng. Chơi tới cùng thì bây ơi. Giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Gì mà thử thách hoài vậy? Hoài hả? Còn dài lắm. Cái gì vậy? Bây giờ tới em nè. Giờ Su Su đứng đó, mọi người cầm trái thuốc nốt, chội thẳng đầu Su Su. Có chưa, xe cấp cứu trước chưa? Rồi có rồi, ở đây bảo hiểm y tế nào đủ hết. Chơi vui vẻ cũng được. Em vui lần cuối cũng được. Rồi mình tới thử thách tiếp theo thôi mọi người ơi.